trong những bài toán hóc búa mà bộ đội Việt Nam phải giải quyết bằng được nếu muốn hạ gục siêu pháo đài bay B-52, đó là tên lửa Serai. Vũ khí này có khả năng tự động bám theo tín hiệu radar mà lao tới, từng gây nhiều tổn thất cho lực lượng phòng không của ta. Để đối phó với Serai thì chỉ có thể ngưng phát sóng đài điều khiển tên lửa SAM-2, cũng có nghĩa là dừng hoạt động chiến đấu. Nhưng ý chí, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng đã đưa bộ đội phòng không Việt Nam biến điều không thể thành có thể với phương pháp đánh gấp tắt sóng radar. Chiến thuật đề ra tức là từ khi bắt được mục tiêu cho đến lúc phóng đạn tối thiểu được 20 giây trở lên. Nhưng mà đánh trong vòng 5 giây thôi thì đó là cái là quyết tâm rèn luyện bằng được cho bộ đội đánh nhanh như thế. Khác với các trận địa phòng không dưới mặt đất, chiến trường trên không không có chiến hào. Muốn tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu, thậm chí phi công ta phải cố gắng tiếp cận gần B-52. Luôn có nhiều máy bay khác bay cùng để yểm trợ. Nếu so sánh lực lượng không quân của Mỹ dùng B-52 đánh với không quân của ta thì không ai nghĩ rằng chúng ta có thể cất cánh được, chứ không nói gì được đánh thắng được B-52 đâu. Thế cho nên đêm 27 tháng 12 thì tôi cất cánh từ sân bay Yên Bái lên cũng gặp F-4, thì tôi vừa tôi đi tăng tốc độ sớm, lấy độ cao lên. Đến cự ly khoảng 3-4 cây thì cho phép bắn hai quả tên lửa, thì chúng máy bay cháy bùng lên và tôi nói đã bắn tốt rồi. Với ý chí, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng, quân và dân ta đã lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 siêu pháo đài bay B-52. Lòng yêu nước, bản lĩnh và tài trí Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.